đây nha anh em ở ngoài Bắc nha, những tiệm chim ở ngoài Bắc hoặc như anh em nghệ nhân mà yêu thích giọng của chiếc chè lửa thì anh em cũng biết rồi, không cần phải giới thiệu nhiều. Cái con chè lửa của miền Bắc thì nó sẽ không có đuôi dài và bẹ đuôi nó to và cứng, đấy là báo cáo với anh em như vậy. Còn con chè lửa của miền Nam ấy thì nó cũng rất là nhiều vùng đấy, nhưng mà Đà Nam Cát Tiên thì nó thật sự với các anh là ở trong này bọn em cũng ít hàng lắm, cũng không có để chơi. Nhưng mà cái dòng lửa của thằng Gia Lai và con Tum thì nó cũng rất là ok rồi. Và ba nữa là cái dòng lửa của Campuchia. Đấy, cái dòng lửa miền Nam này đặc thù là anh nhìn, các anh em nhìn vào là con lửa nó sẽ là lửa xẻ. 90% nó là lửa xẻ nhá. Những con to thì anh em đếm trên đầu ngón tay không có nhiều. Với cái thứ hai nữa là phần đuôi của nó là đuôi lụa. Đuôi lá hẹ. Đuôi bản đuôi nhỏ và rất là mềm. Thì khi con lửa mà nó chơi, nó chạy cầu và nó đập đuôi thì bá cháy của cuộc đời nhá. Ai đã nghiền con lửa rồi thì cũng không cần phải quảng cáo. Nghe không khác gì là anh em đang ngồi trên bờ suối đâu. Đấy là cái đặc thù riêng của con lửa miền Nam là miền Bắc sẽ không có được. Đấy, thứ hai, tốc độ mỏ rất là nhanh. Đấy, tốc độ ra mỏ cực kỳ nhanh. Anh em nếu mà nuôi trong sâu dế và cái đồ ăn uống nó ok, tắm táp, hơi lắng hơi lôi thì trong vòng 10 ngày là anh em nhìn thấy đi gió ở mầm nhá. Gặp những anh em nào mà mát tay mát chân thì nuôi được những em coi như là khi 15 ngày là đứng chạy cầu đập đuôi đấu và vả đấy, nửa nó cũng nhanh lắm. Mà bắt buộc anh em chơi dòng này nó cũng như kiểu ngoài Bắc mình chơi con mi con khiếu á, đặc biệt là con mi nó thiếu hơi đàn bà là nó sẽ không được sung đấy, nên là anh em cố gắng là chơi lửa là sắm đến 1-2 em mái đẹp đẹp tí. Dưới bột xong vậy.
cái này cho về hai cái xanh ghế lấy có này ghế rồi có ghế rồi có nước cho sâu nhé sâu chữa cái kia là bổi à còn lại là bổi gì mét nhấp 30 cm 36 cm đâu bây giờ đây còn nhét cái bổi đấy thì 36 cm Ông bê ghế hình như vậy nhấp thả mẹ vào đây Thank you.
được. Quê Bắc Văn ơi, nó nhiều loại đuôi, anh thích đuôi bao nhiêu nó theo giá từng đuôi chứ không có giống nhau được. Anh thích giá 17 nó có giá 17, 18 nó có giá 18, 19 có giá 19, 20 có giá 20 anh ạ. Anh thích chơi cái thể loại nào, anh sưu tầm cái loại nào thì em mới báo giá anh được. Anh phải cho em biết được là cái sở thích anh đang cần con đuôi bao nhiêu thì em sẽ báo giá cho anh. Kia ơi, dán vào cái thùng vuông ấy, đóng 20 con cu cái đi, đi để ra xong cái đi đóng luôn đi này. Nha, em ơi. À chú có, chào chú, cho mất cái số của chú. Mà chú chạy đắt lắm nên là giờ có những người chạy mối rồi, họ chạy rẻ lắm. Chú chạy cao quá. Mình chạy sao mình chạy vậy? Buôn chim nó không có tiền đó, vì tiền sâu ôm đắt nữa, lấy đâu mà ăn hết gạo để ăn luôn. Còn lúa của cháu không? Hả? Còn chứ. Nhá qua cái tí số lưu lại. Có gì cháu gọi. Không, cái thùng dưới gà con đi dán tàu vào để tí đi đóng cu cho người ta. Nhép bao nhiêu con được nhỉ? Cái tí tổng là 10. Một con bội. Đúng rồi. Ôi dù quá. Đóng 20 con máy cho em luôn đi. Hả? Đóng 20 con kia sớm đi luôn rồi. Tranh thủ em về đóng mấy nữa. Rồi chửi xe thôi. Đi thì em này xong mới bao giờ thì giống mình cũng đi. Không chứ gì phải bộ cả. Thì cả tôi gì bộ là đéo làm được đâu. Cứ từ từ thì cả mình đang đéo là không tối rồi. Đâu đâu. Nó ra cũng vẫn bán cái nữa. Vẫn bán gì rồi. Cái số chín mươi một á. Có tin số đâu. Hả? Ở dưới chín mươi một luôn, em mới gọi đó. Cầm cho đâu quá. Rồi đóng rồi, giao cho ta hả? Rồi. Cho mình lên chạy về thôi, mình qua đây ăn một chút. Được chú ở nhà đi nè. Được có bị cái gì không? Hả? Được chú có bị cái gì không? Không, vẫn yên. Em khu đó yên. Gia đình khỏe hết đi rồi. Hả? À, gia đình khỏe hết đi rồi. Hả? Vậy mình chết rồi. Yên hết. Nó là gì đó. Mà cũng được chích ngừa người hả rồi, chích hàng mũi hả rồi.
về ha. Dạ dạ. Nhớ thăm chúc năm sức khỏe rồi ha. Rồi cảm ơn chú. Rồi có gì thì cháu gọi, có gì cháu gọi. Dạ. Tổng là 19 đó. Như vậy 19 18 19, anh quên rồi đó. Tại vì thùng 10 mà một con kia là 20. Tại anh đếm từ con mà, không lộn đâu. Tại lúc mà anh nói chuyện là anh quên gạch rồi đó.
sao.